Now, hello Ngọc Anh, here's my feedback for your writing. Bài viết của em rất là ổn, nhưng mà ở uh, green cái phần intro nhé. Green cái phần intro thì bởi vì em đưa quá nhiều cái cách cái giải thích vào đây nhiều chi tiết quá nên là phần intro nó bị dài. Thì em đọc cái câu này của thầy để coi viết ngắn lại chút xíu nha. Ý vẫn giữ như vậy nhưng mà em cắt bớt đi, đừng để nó dài quá bởi vì đây là main idea. Main idea thì ta viết rất là ngắn gọn, rất ngắn thôi. Um, một số cái lỗi nhỏ nhỏ Chẳng hạn như là giữa câu này Câu này em có thể nối bằng S Và interesting, beneficial Nó là hai tính từ Vậy thì em chỉ cần nối bằng N là đủ rồi Ok, don't find it interesting and beneficial um, Tiếp theo Là they don't have motivation Khi mà không có động lực Thì đồng nghĩa với việc là không cần nói câu này làm gì No motivation to work out And put in effort Và thay vì thế thì họ sẽ làm những cái việc khác, right? So instead, they choose less physically demanding activities like surfing and watching films. Rồi secondly này, um, thì uh, dùng một thứ thôi, một là schedule, hai là commitment, and that should be enough. After a long day at work, adults. Em có thể thay bằng adults, bởi vì những người đi làm thì đa phần sẽ là adults. Prioritize entertainment and family time bởi vì đây là một danh từ và đây cũng là một danh từ, ok, rồi they barely have energy left to do exercise hoặc là to exercise. Um, there are two solutions to help lazy people get more excited about working out. First, less challenging activities mà nó phù hợp với lại thể trạng của họ là suits their physical health và điều này sẽ giúp em dùng this nha, không dùng it. This builds their confidence. Hạn chế từ help. Nói thẳng trực tiếp là this builds their confidence. Và cái chuyện này thì nó là improve their quality of exercise. Uh, as a result, they find it more interesting. Ý số 2 này work, work out ở trên dùng buddy rồi, cái này dùng partner to inspire, right? Um, and a workout partner can promote positive emotions. Okay. Nó, em coi lại tất cả những cái phần mà thầy có gợi ý nhé và hoàn thiện lại cái bài này cho tốt nhất